Kính thưa quý vị, và để trở lại với chương trình hôm nay, xin mời quý vị cùng đến với giọng ca của nữ ca sĩ Hương Giang cùng với một sáng tác được mang tên Câu chuyện nhỏ của tôi. Xin mời quý vị cùng đón nghe. Và lần đầu tiên thì cho phép Hương Giang xin được gửi tới toàn thể quý vị quan khách lời kính chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất. Vâng, xin cảm ơn nữ ca sĩ Hương Giang rất nhiều với ca khúc Tình Khúc rất là tuyệt vời gửi tới cô dâu chú rể cũng như quý vị khách quý trong ngày với hôm nay.